Dạ kính bạch thầy, con nhận thấy rằng có nhiều người luôn có cái tâm lý là sợ hoặc là thậm chí là còn trốn tránh những cái biến động đến với mình. Vậy thì làm thế nào để mình có thể vượt qua những cái trạng thái đó và đối diện với nó một cách tốt nhất ạ? Quý vị thân mến, thực ra thì ở trên đời này mình có hơn cả 1.001 lý do để sợ hãi, và có những cái nỗi sợ nó hầu như không đáng sợ, và có thể là cái nỗi sợ của người này lại là một cái trò cười của người khác. Có một cái lông gà cũng sợ, mình có nghe là một chiếc lá rơi cũng làm cho lòng em hoảng sợ. Thì có nghĩa là có những cái sợ nó cũng không thật sự đáng sợ như mình nghĩ. Cho nên khi mà những cái sự sợ hãi đến với mình á, thì điều đầu tiên mình phải đặt ra một câu hỏi là cái gì làm cho mình sợ hãi, và cái điều đó có thật sự đáng sợ hay không. Và khi mình trả lời được hai cái câu hỏi đó rồi thì mình mới có được cái giải pháp mà trong đạo Phật thì Đức Phật Ngài dùng tới, gọi là tứ diệu đế đó, tức là khổ tập diệt đạo, tức là nguyên nhân của nỗi sợ, cách để mà vượt qua nỗi sợ và không còn sợ hãi nữa. Thì thay vì trốn chạy á, thì mình hãy chọn cái cách đó là chúng ta phải đón nhận để thấy rõ được cái vấn đề của mình đang mắc phải và cái nguyên nhân gì để mà vượt qua cái vấn đề đó. Chúng ta có thể trốn chạy đến cả suốt cuộc đời của mình, nhưng mà rồi cuối cùng thì vấn đề không giải quyết thì cái sự trốn chạy đó nó cũng trở nên vô ích, và cái nỗi sợ đó nó sẽ lặp đi lặp lại và nó sẽ trở nên lớn mạnh hơn. Vì vậy mà trong bất cứ một cái nỗi sợ nào cũng vậy, thì cái điều đầu tiên là mình cần phải dừng lại để mà nhìn thấy nó cho thật là rõ về cái nỗi sợ đó. Thứ hai là phải thấy được cái nguyên nhân của cái nỗi sợ đó. Và thứ ba là phải tìm ra được cái cách thức nào để mà giải quyết nỗi sợ đó. Cái cách thức đó có thể là mình từ bản thân mình giải quyết được hay không, hay là mình cần đến một cái nguồn lực bên ngoài nào đó để giúp đỡ cho mình. Nên cái cách tốt nhất đó là hãy nhìn thẳng vào vấn đề, phải can đảm lên để mà đương đầu với cái sự sợ hãi đó, thì chúng ta mới có thể vượt qua được sự sợ hãi đó. Trong đạo Phật thì mình có một cái vị Bồ Tát mà rất là nhiều người biết, dù cho quý vị có phải là Phật tử hay không Phật tử, thì đó là vị Bồ Tát Quán Thế Âm. Mà trong đạo Phật mình cũng hay nghe thêm một cái bài kinh gọi là Bát Nhã Tâm Kinh. Thì trong cái bài Bát Nhã Tâm Kinh có nói một câu đó là Bồ Tát Quán Tự Tại khi nhìn thấy sâu thẳm vào bên trong của mình thì thấy năm uẩn là không, cho nên vượt qua tất cả khổ ách. Nói như vậy thì chắc là có quý vị sẽ nghe thấy rất là khó hiểu, nhưng mà cái câu kinh này á, để nhằm nêu lên một cái vấn đề, có nghĩa là khi mình dám nhìn thẳng vào trong cái vấn đề thì mình sẽ thấy ra được cái sự thật. Và khi mình thấy ra được cái sự thật thì mình sẽ không còn khổ đau nữa, tức là vượt qua tất cả khổ ách. Cho nên nếu như bản thân của mình không đủ cái năng lực để mà nhìn thẳng vào vấn đề á, hoặc là thấy ra được cái nguyên nhân của vấn đề, thì mình cũng nên cần có những cái người thầy, người bạn, những cái cộng đồng để giúp cho mình thấy ra được cái nỗi sợ hãi đó, bằng cái việc là mình có thể đến các những cái người như là chuyên gia về tâm lý, những vị thầy về tâm linh, hay những cộng đồng mà giúp cho mình có thể thấy biết rõ ràng như cộng đồng mà chúng ta đang sinh hoạt. Thì thay vì trốn chạy thì chúng ta hãy tập đối diện dần dần với những cái sự hỗ trợ từ ngay chính bản thân của mình, cũng như là những cái nguồn lực bên ngoài, thì chắc chắn là mình sẽ từ từ vượt thoát khỏi những cái sự sợ hãi đó. Dạ, xin cảm ơn quý vị nào đã đặt câu hỏi đó. Theo quan điểm của thầy có góc nhìn như thế nào ạ? Nếu chúng ta nhìn vào sơ đồ á, thì chúng ta sẽ thấy cái nỗi sợ là nó nằm ở bên cái tam giác màu đỏ. Tức là chúng ta tham một cái điều gì đó, chúng ta mong cầu một cái điều gì đó, thì khi chúng ta có nó, chúng ta sẽ sợ mất. Các bạn có rất nhiều tiền, các bạn mới sợ mất tiền. Các bạn có một chiếc xe máy xịn, các bạn sẽ lo sợ bị mất cắp. Đó. Rồi giận. Các bạn giận một người nào đó quá, mà các bạn mạnh hơn họ, thì các bạn sẽ đến các bạn quát họ, rồi đuổi họ đi. Nhưng các bạn giận sếp, hoặc là sếp giận các bạn, thì xu hướng sợ nó xảy ra. Tức là đối với người mạnh hơn mình giận một người nào đó, hoặc họ giận mình mà họ mạnh hơn mình,
thì lúc này tâm sợ nó cũng xuất hiện. Nên sân mới sợ nó đi thành một cặp, mà tham mới sợ nó cũng đi thành một cặp. Và khi chúng ta không hiểu biết một vấn đề gì đó, chúng ta mù mờ vì nó mà chúng ta lại bị sếp dí bắt làm, thì chúng ta cũng sợ. Tức là vì thiếu hiểu biết nên sợ. Nên bản chất cái tâm sợ nó nằm ở trong cái tam giác tham sân và si. Còn tham sân si còn sợ. Còn những mong muốn quá đà, còn những đòi hỏi quá đà, còn những dính mắc lệ thuộc, còn những cái sự giận dữ của cảm xúc, ghen ghét đố kỵ, và còn những sự thiếu hiểu biết trong từng sự vật hiện tượng, thì chắc chắn tâm sợ nó còn vận hành bên trong chúng ta. Ai cũng có hết. Chúng ta chưa phải là những bậc thánh, nên chắc chắn trong chúng ta sẽ có nỗi sợ nhiều hay nỗi sợ ít. Thì cái người bình an nhiều thì nỗi sợ nó ít. Chúng ta luyện để bình an nhiều thì nỗi sợ nó ít. Chúng ta không có chịu luyện gì cả thì bình an nó ít, thì nỗi sợ lo lắng nó nhiều. Có thế thôi. Vậy chúng ta lại quay về cái bài toán gốc, là chúng ta làm thế nào để luyện bớt được cái tam giác màu đỏ, tăng cái tam giác màu xanh lên. Thì chúng ta lại quay trở về cái hành trình. Đấy, chúng ta quay trở về cái hành trình phát triển, biến đổi để tăng cái chiều sâu của chúng ta lên. Đó, cái hành trình. Thì thầy Tâm Nguyên từ nãy, thầy Thích Tâm Nguyên, thầy cũng có nói rồi đó. Đó là chúng ta phải nhờ một cái bác sĩ tâm lý trị liệu nào đó, hoặc là nhờ bạn bè nào đó giúp. Nhá. Thì rõ ràng là những người bạn tốt họ giúp mình, hoặc những bậc thầy nào đó, bậc thầy chuyên môn họ giúp mình, thì đấy có phải đó chính là thầy sách bạn tốt họ giúp mình không? Nội lực mình yếu, mình không xử lý được thì mình phải biết nhờ, nhưng phải nhờ đúng đối tượng. Còn nhờ bạn nhậu thì nó sẽ bắt mình đi nhậu, thế rồi. Thì từ đó có thể là một vài chai bia vào, các bạn cũng nguôi nguôi được nỗi sợ một tí, nhưng sau một thời gian các bạn trở thành bợm nhậu. Xóa được một chút nỗi sợ đi thì trở thành một con nghiện, thì coi chừng là chữa lợn lành thành lợn què. Đó, nên ở đây là rõ ràng là một là chúng ta ý thức rèn luyện để buông bớt cái tam giác màu đỏ, những cái tâm bất thiện chuyển thành tam giác màu xanh. Hai là chúng ta không làm cái điều này nổi một mình, thì chúng ta phải biết nương tựa vào ba cái yếu tố bên ngoài, là thầy sách bạn tốt. Chỉ có vậy thôi, không còn cách khác đâu các bạn nhé. Thì phải lựa được thầy, và phải lựa được những lời dạy hay để mà mình theo, và phải lựa được những nhóm bạn tốt để mà mình chơi. Thì cái sự chọn lựa này thì có các cái may mắn là chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể lựa được. Có thể một lúc chúng ta lựa không xong, nhưng nếu chúng ta cố ý chúng ta lựa trong vòng vài tháng cho đến một năm thì chắc chắn chúng ta lựa được. Tức là khi người học trò sẵn sàng thì người thầy xuất hiện. Cứ gõ cửa thì cửa nó mới mở. Còn mình ngồi nhà mình cứ chờ sung dụng mà mình đòi tự nhiên phải có thầy thật xin đến tận nhà dạy mình cơ thì không có đâu. Nha, cứ chịu khó gõ cửa thì cửa nó sẽ mở. Đó. Khi chúng ta thực sự khát khao, thực sự sẵn sàng thì chúng ta mới đi tầm sư học đạo. Thì từ đó cánh cửa nó mới mở ra. Thì có thể ban đầu chưa tìm được những cái vị ưng ý, nhưng mà sau một năm thì các bạn sẽ thấy được vô số vị ưng ý xuất hiện thôi mà. Rồi, cảm ơn câu hỏi rất nhiều. Dạ rồi ạ. Tiếp tục là một thắc mắc mà bạn khán giả Minh Tâm có chia sẻ như sau ạ. Dạ, con kính chào hai thầy ạ. Con có câu hỏi kính gửi hai thầy tư vấn giúp con. Trong cuộc sống con ít khi tập trung vào một việc duy nhất mà mình đang làm, mà con hay có cảm giác mau chán nản và thậm chí là bị phân tâm khi thấy những việc khác thú vị hơn, đặc biệt là khi thấy bạn bè hay là người quen của mình đạt được kết quả tốt ở một lĩnh vực nào đó. Lúc đó thì con hay có cái xu hướng là chuyển sang thích tìm hiểu về lĩnh vực mà mọi người đang làm khá là thành công như vậy. Vậy thì không biết là làm cách nào để con không bị phân tâm trước biến động, để tập trung vào việc mà con đang làm ạ? Dạ, cảm ơn hai thầy. Với câu hỏi này thì chắc có lẽ rằng con xin mời chia sẻ đến từ thầy Tâm Nguyên trước nhé. Dạ, con mời thầy ạ. Thưa quý vị, trong kinh thì Đức Phật có nói một câu rất là hay, đó là chế tâm nhất xứ vô sự bất biện. Hôm nay nói cho quý vị nghe những cái thuật ngữ hơi khó nghe, nhưng mà đó là những cái gì Phật dạy. Chế tâm nhất xứ vô sự bất biện, có nghĩa là nếu như mình buộc cái tâm lại của mình làm một chỗ thì không có việc gì mình không làm được cả. Mà vấn đề của bạn này đang mắc phải đó là bạn không có buộc được cái tâm của mình làm một chỗ. Và trong nhà thiền thì nói cái việc mà buộc tâm của mình cũng giống như là chăn một con trâu vậy đó. Thật ra mỗi người mình sinh ra trong cuộc đời này đều là
những cái tâm rất là hoang sơ. Và giống như mình cũng nghe trong Đạo Phật hay vậy, là tâm mình giống như là tâm viên ý mã, tức là tâm giống như con khỉ, con vườn. Nó biến đổi liên tục, nó nắm bắt liên tục, nó nắm bắt đối tượng này, nó buông bỏ đối tượng kia. Cái sự nắm bắt cái này, buông bỏ cái kia, nó trở thành một cái chuỗi liên tục của những cái dòng tâm thức nó xảy ra trong mình. Cho nên á, là con người có một cái khả năng rất là đặc biệt, đó là có cái năng lực của suy nghĩ. Nhưng có những cái suy nghĩ nó đưa cho mình đến những cái điều rất là cao thượng, có những cái suy nghĩ nó đưa đến cái sự tầm thường, và cũng có những cái suy nghĩ nó đưa mình tới cái sự tầm bậy. Đó là một cái sự thật. Và cái năng lực của cái sự suy nghĩ á, nó hướng cho mình đi rất là nhiều cái hướng ở trong cuộc đời này. Và công cũng là nó, mà tội cũng chính là nó. Do đó cái việc mà để mà chăn dắt được cái tâm của mình á, để mà buộc cái tâm của mình lại, thì trong Đạo Phật dạy cho mình cái phương pháp, đó là cái phương pháp chánh niệm. Chánh niệm tức là mình phải thấy được rằng là mình phải quan sát được là cái suy nghĩ đó là cái suy nghĩ gì, và nó hướng đến điều gì. Trong tất cả mọi việc nó đều đi đến hai cái đường hướng thôi. Cái đường hướng thứ nhất đó là hậu quả, và thứ hai đó là kết quả. Mọi sự việc đều có hai cái đường đó cả. Không có đi đến kết quả thì sẽ đi đến hậu quả. Mình muốn chăn dắt cái tâm của mình, mình muốn buộc lại cái tâm ý của mình, thì mình phải có được cái năng lực của sự chánh niệm. Mà cũng nói với quý vị rồi, là cái năng lực của sự chánh niệm nó không phải là cái năng lực mình có được trong ngày 1, ngày 2. Cũng giống như người tập gym vậy, không thể bước vào phòng gym trong một ngày thì bước ra sẽ có cơ bắp cuồn cuộn. Mà nó đòi hỏi mình phải thực tập từ trong những cái điều rất là bình thường. Mà giống như vừa rồi thầy Trần Việt Quân có chia sẻ là chúng ta có thể tham dự những cái khóa thiền để mà giúp cho chúng ta có cái cơ hội nhìn lại thân tâm của mình một cách rất là sâu sắc. Thấy cái gì là cần làm và cái gì là không nên làm, và thấy cái gì mới là cái năng lực thật sự của mình. Do đó để mà tập trung được thì phải tập thôi. Giống như quý vị hay nghe là trong chùa hay dùng cái từ gọi là tu tập. Tu là sửa, mà sửa là phải tập. Không có tập thì không có sửa được. Cái gì cũng phải tập từ từ mới sửa được. Ngày hôm nay sửa một ít, ngày mai sửa một ít, thì từ từ nó mới có thể tốt lên hơn được. Cái điều quan trọng nữa là sợ gì mà mình cứ chạy lung tung mà không có được một cái định hướng rõ ràng, là có nghĩa là mình không có một cái giá trị sống cốt lõi rõ ràng. Mình không có được những cái vị thầy hiền trí để mà dẫn dắt cho bản thân của mình, cho nên mình không có nhận ra được cái giá trị cốt lõi. Và mình hay chạy theo những cái hạnh phúc nó mang cái tính chất đó là giả tạm, chứ nó không phải là một cái giá trị vững bền mà mình theo đuổi. Ngày hôm nay cái hạnh phúc mà mình có, ví dụ như mình cố gắng học để mình đạt được một cái gì đó, thì cái thành quả của cái việc theo đuổi đó nó chỉ hạnh phúc ngay bây giờ, nhưng mà ngày mai nó có thể đưa đến cái sự khổ đau, hoặc là những cái nỗ lực để tìm kiếm tiền bạc, danh vọng, địa vị, nó có thể làm cho mình sống sướng, vui vẻ trong ngày hôm nay, nhưng ngày mai nó sẽ là một cái sự khổ đau. Do đó cái điều quan trọng nhất là mình phải định hướng được cái giá trị cốt lõi thật sự của đời sống của mình là gì. Thưa quý vị, là Tâm Nguyên xin nói dài dòng chút xíu. Vào năm 2019 thì Tâm Nguyên có đi đến trụ sở của Google ở miền Bắc California của nước Mỹ. Thì người Việt Nam mình hay nói vui đó là trăm năm trong cõi người ta, cái gì không biết thì tra Google. Nhưng mà lúc đó thì mình thấy cái hình ảnh đó đến tại cái trụ sở của Google, thì Tâm Nguyên còn làm cái câu đó là mình dù mình có tìm kiếm được hết tất cả mọi thứ trên cuộc đời này, nhưng mình không tìm kiếm được sự bình an thì mình vẫn mãi là một con người bất hạnh. Cho nên cái hướng đi của quý vị, của các bạn như thế nào là không có quan trọng. Nhưng mà cái điều quan trọng là có được, nó có thực sự là có làm cho mình được bình an hay không, làm cho mình được thảnh thơi, tự tại hay không, thì đó mới là điều quan trọng. Mỗi cái giai đoạn của một cuộc đời, chúng ta sẽ có những cái suy nghĩ khác nhau, có những cái mục tiêu khác nhau, có những cái chặng đường khác nhau. Và làm sao đó mỗi cái chặng đường đó của mình nó phải được tiếp nối bằng sự bình an.
tiếp nối bằng cái sự thảnh thơi, thì có thể chúng ta sẽ có những cái lúc chúng ta cần phải buông bỏ chứ. Ví dụ như thấy những người xung quanh mình đang đi theo một con đường tốt đẹp và có cái sự vững bền thì mình cũng thay đổi. Tuy nhiên mình phải luôn lấy cái cán cân của sự bình an, của sự tự tại, hạnh phúc ra để mình đo lường. Nếu những cái việc đó tiếp tục làm cho mình bình an, làm cho mình tự tại, hạnh phúc thì mình hãy tiếp tục thay đổi và đi tới. Còn nếu như là mình biết rằng là cái điều đó nó không đưa đến kết quả mà nó đưa đến hậu quả thì hãy dừng lại và phải tư vấn mình cũng như là tư vấn thêm những người có cái sự thấy biết rõ ràng hơn để giúp cho mình phát triển hơn. Dạ, xin cảm ơn bạn. Dạ, Mô Phật ạ, cảm ơn những chia sẻ đến từ Thầy Thích Tâm Nguyên ạ. Và tiếp tục cũng là một cái chia sẻ của rất là đông đảo các bạn khán giả gửi về cho chương trình trước đó. Và câu hỏi này thì dành riêng cho Thầy Trần Việt Quân ạ. Đó chính là người lớn của mình trưởng thành rồi thì cần tâm thức bình an và đang luyện tập. Vậy thì làm cách nào để có thể dạy dỗ cho con em cũng như là những thế hệ sau này kế tiếp ạ cũng sẽ được bình an ngay từ nhỏ ạ? Dạ, xin mời Thầy. Cái bạn hỏi câu này này là cái vế đầu nó bị sai. Người lớn đã biết cách để bình an rồi mà lại không biết cách truyền thụ cho con em của mình, tức là chưa biết cách rèn luyện cho mình bình an. Nếu các bạn đã là một người biết đạp xe rồi thì phải biết cách truyền thụ cho con mình cách đạp xe chứ. Nếu các bạn là một người mẹ đã biết cách nấu cơm rồi thì phải dạy con mình nấu cơm được chứ. Có gì đâu mà quá phức tạp. Nên nếu một bạn nào mà đã thực sự có những cái phương pháp rèn luyện để cho tâm của mình thực sự nó có được những cái bình an tương đối ổn định, không phải do vô tình mà có được, mà do là họ ý thức họ rèn luyện có được theo năm tháng, thì chắc chắn người đó truyền thụ được cho thế hệ sau. Đặc biệt con của họ, họ sống với con của họ suốt mười mấy, hai mươi mấy năm thì có gì đâu không truyền thụ được. Đó, thế nên tôi nghĩ là cái vế đầu nó bị có vấn đề gì đó. Tức là chúng ta vô tình có được bình an, chứ chúng ta không phải là một người chủ đích học tập rèn luyện có phương pháp để đạt được bình an. Thì khi chúng ta vô tình có được bình an thì chúng ta sẽ không biết cách dạy lại cho con mình. Đó. Thì như vậy là về bản chất chúng ta vẫn phải đi học lại. Chúng ta vẫn phải đi học lại để chúng ta nắm lại phương pháp, chứ không còn là vô tình từ trên trời rơi xuống nữa. Thì khi chúng ta đi học lại, chúng ta sẽ học nhanh hơn những người khác. Vì bản chất chúng ta có rồi nhưng mà chưa biết cách sắp xếp hệ thống thành bài học thôi và bài rèn luyện thôi. Thì chúng ta đi học một vài khóa thiền Vipassana, chúng ta đi học những cái khóa quản trị cảm xúc, chúng ta học những cái khóa mà tu mùa hè ở trên các chùa. Đấy, những cái khóa tu, rất nhiều khóa tu hay, đặc biệt những khóa tu nào mà cứ tìm mà các bạn thấy nó liên quan đến chữ tứ niệm xứ thì cứ chui vào mà học. Chánh niệm hoặc là tứ niệm xứ là cứ chui vào nha. Thì nó chắc ăn hơn những phương pháp khác. Vì cái gì nó liên quan đến chánh niệm, liên quan đến tứ niệm xứ thì xác suất gần với lời Phật dạy cao hơn hẳn những phương pháp khác. Còn những phương pháp khác thì có thể do những cái vị nào đó hoặc là những cái dòng nào đó người ta nghĩ thêm thì tôi không biết. Thì tùy các bạn trải nghiệm thử. Như bản thân tôi trải nghiệm thử rất nhiều phương pháp thì tôi thấy là rõ ràng là tứ niệm xứ là hiệu quả vô cùng. Nó hiệu quả khoảng gấp 5 đến gấp 10 những phương pháp khác luôn đấy. Chứ không phải hiệu quả gấp đôi đâu. 2 năm luyện tứ niệm xứ, bản thân như chính tôi luyện 2 năm luyện thiền tứ niệm xứ bằng gần 20 năm tôi luyện ở ngoài đời. Gần 20 năm tôi luyện ở ngoài đời mà cơn giận của tôi mới kềm được nó xuống khoảng 5 điểm thôi. Tức là khi mình bị tự ái mình vẫn cứ giận, mình kềm xuống 5 điểm thôi, còn xảy ra nó vẫn cứ bùng phát, nhưng nó bùng phát ngầm. Nhưng mà đến khi mà mình luyện tứ niệm xứ được khoảng 2 năm thì mình đẩy nó xuống 3 điểm được. Còn ngày trước từ 7 điểm đẩy xuống 5 chật vật vô cùng, bây giờ mình từ 5 mình đẩy xuống 3 rất nhẹ nhàng, rất nhanh. Thậm chí nó bùng phát lên 7 mình đẩy nó xuống 3 rất nhanh. Nhiều khi cũng chỉ mất 1-2 phút là xong. Và có những tình huống chỉ mất đếm khoảng 10 giây thôi là mình xử lý xong cơn giận rồi. Nên chúng ta mới thấy là phương pháp đúng từ những cái bậc thánh nhân để lại nó hiệu quả vô cùng. Còn cứ đi mò mẫm tìm phương pháp sai là chết đấy. Nên tôi nghĩ là cái
cái câu hỏi từ nãy của quý vị nào á, của anh chị phụ huynh nào á, thì anh chị nên nghiêm túc nghiên cứu thật kỹ nhá, đọc và đi học thử đi. Cứ nghiên cứu rồi đọc, tất nhiên thiền đọc nó không ra kết quả, nhưng vẫn nên đọc trước khi đi học thiền thì nó hay hơn. Thì ví dụ như một số cái quyển mà cả cái tập đoàn Google mà thầy Thích Tâm Nguyên vừa mới giới thiệu đấy, thì tập đoàn Google nó có một cái giáo trình thiền riêng, nó gọi là quyển Search Inside Yourself, tìm kiếm bên trong chính bạn. Thì đấy cũng là một cái quyển giáo trình mà nhà sách Thái Hà Book đã xuất bản ở Việt Nam rồi, các bạn có thể mua về đọc và thực tập dần. Quyển đó các bạn đọc để thực tập khoảng 6 tháng thì sẽ có kết quả. Còn nếu chỉ đọc thì các bạn chỉ mất 2 đêm là đọc xong, nhưng không thực tập thì vô ích, thì nó trở thành quyển sách lý thuyết. Thiền không phải là lý thuyết, thiền là để dành cho công sức 99% là thực hành, chỉ có 1-2% là lý thuyết thôi. Lý thuyết để mình đừng có đi lầm đường thôi, còn đâu bản chất nó là thực hành. Nha, rồi cảm ơn. Dạ rồi ạ, cảm ơn những chia sẻ của thầy Quân ạ. Và tiếp tục là một cái vấn đề mà bạn Hoàng Quốc Tuấn đã đặt ra mà Diệu Thu cảm thấy khá là hấp dẫn đây ạ. Đó chính là dạ chào hai thầy ạ. Kính xin hai thầy có thể chia sẻ quan điểm của mình về vấn đề, đó chính là biến động từ những cái yếu tố của môi trường xung quanh và biến động ở trong lòng, thì giữa hai cái đó, cái nào nó đáng sợ hơn ạ? Dạ rồi ạ, riêng phần này thì chắc là con xin mời chia sẻ đến từ thầy Tâm Nguyên trước ạ. Dạ mô Phật, xin mời thầy ạ. Dạ mô Phật, chắc là biến mất là mình sợ nhất. Thực ra thì cái biến động nào thì nó cũng có cái nguyên nhân cả. Và giống như hồi nãy giờ chúng ta chia sẻ thì có sợ hay không sợ là do cái mình có đủ cái năng lực hay là mình thiếu năng lực. Tại sao mà giống như mình thấy là Đức Phật Ngài một thân một mình đi vào trong rừng, rồi trong 6 năm như vậy mà không có sợ bất cứ một cái gì hết trơn. Thậm chí là thú dữ nào là bệnh tật, đói kém hết tất cả mọi thứ, những cái hiểm nguy luôn rình rập bên cạnh. Hoặc là những người lính khi mà đi ra ngoài chiến trường không có sợ gì hết trơn. Là tại vì có được cái năng lực của cái tính gọi là dũng. Trong đạo Phật thì có ba cái điều mà một người Phật tử hay rèn luyện, đó là bi trí dũng. Thì cái chữ dũng ở đây nó thể hiện cái năng lực của cái sự vững chãi trong thân tâm của một cái con người. Giống như hồi nãy quý vị chắc bạn này vào sau, đúng giống như thầy Quân chia sẻ một cái ý rất là hay thôi. Quan trọng là cái nội lực của mình bên trong có đủ hay không. Nếu mà có, nếu là nội lực bên trong mình mạnh hơn thì bên ngoài cũng không có gì đáng sợ. Và một điều mà nhiều người hỏi cũng liên quan với vấn đề của bạn, đó là nhiều người khi mà họ đặt ra câu hỏi rằng là vậy thì khi mình tu mình có hết khổ được hay không? Tại vì sợ cũng chính là một cái nỗi khổ, phải không ạ? Sợ là một cái nỗi khổ. Cái gì mà làm cho mình bất an, làm cho mình tổn thất, làm cho mình phải phiền não thì cái đó gọi là khổ. Hay nói cách khác, khổ là một cái sự bất toàn, một cái sự không như ý, không có trọn vẹn. Và nỗi sợ cũng chính là nó sẽ làm cho mình cảm thấy không như ý, không có được an toàn, không có được trọn vẹn. Cho nên khi mình tu, như quý vị, có những quý vị hỏi là tu có hết khổ hay không, tu có hết sợ hay không. Thưa quý vị, là tu nó không có hết khổ. Quý vị nghe thầy Thế Kỳ không ạ? Tu nó không có hết khổ, nhưng mà nó giúp cho mình thấy ra được cái sự thật về khổ. Và trong tất cả các nỗi sợ đó, trong tất cả các cái nỗi khổ đó, mà mình muốn vượt thoát ra được cái khổ đau đó, thì mình phải thấy được cái sự thật về cái nỗi khổ đau đó thì mình mới không khổ nữa. Giống như mình biết là gì, mình biết lửa là nóng thì không lấy tay mà chọt vào lửa thì sẽ cháy tay. Biết điện là nguy hiểm thì không ai lấy tay mà dí vào ổ điện để cho giật chết bản thân của mình. Cho nên khi mình biết ra được cái sự thật thì mình mới hết được khổ, mới vượt thoát ra được cái tình trạng đang bức bách mình, đang làm cho mình cảm thấy bất an, lo lắng và phiền não. Do đó cái điều quan trọng không phải là bên trong hay là bên ngoài, mà mình có được cái khả năng là thấy rõ được cái sự thật hay không. Mà muốn có được cái khả năng thấy được sự thật á, thì mình chỉ trong đạo Phật á, nói ba cái điều mà mình cần phải lưu ý thôi.
gọi là ba cái dấu ấn quan trọng mà một người học Phật cần phải biết. Cái thứ nhất đó là phải biết được rằng là vô thường là chuyện thường. Dù mình có nghĩ hay không nghĩ thì nó vẫn sẽ là xảy ra như vậy. Hay nói cách khác là có một điều không bao giờ thay đổi, đó chính là sự thay đổi. Sự thay đổi là không bao giờ thay đổi, tại vì lúc nào nó cũng sẽ thay đổi. Cái điều thứ hai là chúng ta không có tồn tại một cách độc lập ở trong cái thế gian này. Tất cả mọi cái gì có mặt ở trong thế gian này do rất là nhiều những cái yếu tố, những cái nhân duyên mà nó hợp lại mà nó tạo thành như vậy. Và cái thứ ba nữa đó là bất toàn là một cái sự thật của cuộc đời. Vì cái thế giới của mình tại sao nó lại bất toàn? Tại vì nó biến chuyển liên tục mà. Ngày hôm nay mình trẻ, ngày mai mình già. Ngày hôm nay mình giàu, ngày mai mình nghèo. Ngày hôm nay mình vui, ngày mai mình buồn. Đó chính là gì? Đó chính là cái sự bất toàn, không có trọn vẹn. Cho nên bất toàn, không trọn vẹn là một cái điều hiển nhiên của cái thế giới mà chúng ta đang sống. Khi mình có được ba cái nền tảng căn bản, cái sự hiểu biết, cái dấu ấn căn bản đó, mình đặt ba cái dấu ấn đó mình vào trong mọi cái hoàn cảnh của cuộc đời á, thì mình sẽ thấy được rằng là vô thường là chuyện thường và tất cả mọi chuyện xảy ra là có nguyên do. Những cái sự bất toàn là một cái gì đó rất là bình thường. Thì chính vì mình thấy rõ được cái vấn đề á, nhìn thấu vào được cái vấn đề thì mình mới có thể vượt qua được nó một cách dễ dàng. Còn khi mình chưa biết á, chưa chưa thấy rõ, chưa thấy biết được á, thì bên ngoài hay bên trong á, thật ra nó cũng là một mà thôi. Tại vì cái thân thể của mình chính là cái sự phản ánh của thế giới bên ngoài. Bên ngoài mình hay nghe những cái vị thầy ngày xưa nói là có bốn cái yếu tố là đất nước gió lửa làm căn bản. Thì bên trong thân thể của mình cũng tương tự như vậy. Bên ngoài là một đại vũ trụ thì thân thể của mình sẽ là một cái tiểu vũ trụ. Cho nên những cái dao động ở bên ngoài nó cũng sẽ ảnh hưởng đến những cái bên trong của mình. Có một cái nhà bác học ở một cái nhà gọi là toán học cũng như là vật lý học, ông tên là Edward Norton Lorentz, có đưa ra một cái nghiên cứu và ông đặt ra một cái câu hỏi khi ông trình bày ở trong một cái hội thảo về về biến đổi khí hậu ở Hoa Kỳ. Ông đặt ra một câu hỏi rằng là liệu một cái con bướm đập cánh ở Brazil có thể gây ra được một cái trận bão lớn ở Texas hay không? Texas là một cái tiểu bang ở nước Mỹ hay không? Có nghĩa rằng là thế giới của chúng ta có những cái điều mà nó rất là nhỏ. Chúng ta nghĩ rằng là một cái đập cánh của một con bướm thì làm sao có thể tạo ra được một cái cơn bão được mà với một cái khoảng cách rất là xa là từ Brazil cho tới nước Mỹ. Nhưng mà thật ra thế giới của chúng ta là nó có cái sự tương quan, tương tất với nhau. Khi mình hiểu được như vậy rồi á, thì thật ra là nhiều lúc chúng ta hay phân biệt là cái bên trong và cái bên ngoài, nhưng thật ra không có cái gì gọi là bên trong và cái gì gọi là bên ngoài, mà là gì ạ? Mà là vì cái này có mặt cho nên cái kia có mặt, vì cái kia mất đi cho nên cái kia cái nó mất đi, tức là tương quan, tương tất và nó tiếp nối với nhau như vậy. Thì khi mình hiểu được những cái sự thật như vậy về cái bản chất của thế giới, hiểu được những cái gì mình gọi là bên trong bên ngoài nó thực chất chỉ là một, thì mình có thể cân bằng lại những cái cảm xúc, quản trị được những cái dòng chảy trong cái tâm thức của mình một cách vững vàng. Dạ, một phần. Xin cảm ơn bạn. Vấn đề này thì xin mời quan điểm từ hướng nhìn của thầy Quân ạ. Dạ, xin mời thầy. Dạ, câu hỏi bạn đặt ra hai vấn đề, đó chính là cái biến động từ những yếu tố của môi trường xung quanh và cái biến động từ chính trong lòng của mình, thì cái nào sẽ đáng sợ hơn và khó giải quyết hơn ạ? Chúng ta thử thử tự quan sát đời sống của chính chúng ta. Chúng ta thử tự quan sát đời sống của chính chúng ta. Tức là lấy chính chúng ta làm thực chứng. Cho nó rõ thì chúng ta thử suy nghĩ xem. Nếu các bạn gặp một cái hoàn cảnh khó ở ngưỡng 5 điểm nó đổ ập vào cuộc đời của các bạn, nhưng nội lực của chúng ta đang ở 6 điểm, chúng ta có lo không? Giống như này, giống như một ngày đẹp trời chúng ta bị một cái người nào đó người ta lấy mất 5 đồng
nhưng mà tài khoản của chúng ta thì nó còn 6 đồng thì các bạn có bị chết không? Có bị chết đói không? Có bị hết tiền không? Tức là hoàn cảnh khó khăn nó đổ ập đến ở ngưỡng 5 điểm nhưng nội lực của chúng ta là ở 6 điểm thì rõ ràng là nó vẫn có nỗi lo, đúng không? Là vì ở bên ngoài nó có khó khăn nó đến mà, nhưng rõ ràng nỗi lo nó không còn lớn nữa. Vì cái phần bên trong của chúng ta nó có xu hướng nó xử lý được cái phần bên ngoài. Nhưng ngược lại, nội lực của các bạn có 4 điểm mà khó khăn trở ngại nó đến 7 điểm nó ập đến lại. Tài khoản các bạn có 4 đồng mà các bạn nợ đến 7 đồng lận, mà lại đến ngày phải trả nợ nữa, thì đấy có phải là nỗi lo nó mạnh lên không? Công việc cũng thế. Năng lực của mình có 4 điểm thôi mà sếp giao công việc đến 7 điểm lận thì không cách gì mình hoàn thành thành được. Nếu mình có cố cũng chỉ từ 4 nó lên 5 thôi, chứ không thể nào mà mình cố cái từ 4 nó nhảy lên 7 lên 8 được. Đó. Muốn từ 4 lên 7 lên 8 là các bạn phải mất vài năm rèn luyện thì tăng gấp đôi được năng lực. Còn tự nhiên sếp giao đùng một cái, nói một tuần phải hoàn tất, mà cái việc đó gấp đôi năng lực của mình, làm sao mà làm? Thế nên đây rõ ràng là cái nội lực bên trong của mình yếu hơn những cái ngoại cảnh ở bên ngoài tác động, là thường chúng ta xảy ra lo lắng và bất an. Đó. Nên rõ ràng ở đây là mà cái ngoại lực thì chúng ta không thay đổi được, trời nắng trời mưa chúng ta không thay đổi được. Nhưng chúng ta lại có một cái yếu tố rất hay là chúng ta chọn lựa được. Ví dụ sếp giao cho các bạn một cái việc mức độ khó là 8 điểm, nội lực các bạn có 4 thôi, thì các bạn được quyền chọn lựa. Nói sếp cho em thêm 2 người nữa năng lực xấp xỉ em thì em làm được, hoặc là dự án này em không nhận. Vì em suy xét suốt một tuần vừa qua em thấy nội lực, năng lực em không đủ. Nhưng nếu bổ sung thêm 2 cái người của 2 phòng bên cạnh này này, họ đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực này rồi, phối hợp với em thì em khẳng định làm được. Tức là nội lực của 3 người cộng lại thì bằng hoặc lớn hơn 8 thì chúng ta làm được, của cái công việc ngưỡng 8 điểm. Như vậy là đây là sự chọn lựa. Sự chọn lựa có phải là do cột trí tuệ không? Nhờ có trí tuệ ở bên trong mà chúng ta đưa ra giải pháp. Vậy trí tuệ chính là nội lực. Chúng ta được quyền chọn lựa, bổ sung thêm ngoại cảnh, để cái ngoại cảnh, những cái nhân sự đó biến thành nội lực chung một nhóm của mình, để rồi mới xử lý được cái công việc đó. Ngược lại chúng ta không có cái sự lựa chọn này, nể sếp cứ nhận, thì các bạn làm suốt 1-2 tháng không xong, rồi cuối cùng cuối tháng thì nghe chửi. Thế có phải là làm không xong là đã lo rồi, rồi đến cuối tháng báo cáo nghe chửi lại lo lắng thêm lần nữa không? Thế là có phải đấy chính là bất an không? Đâu còn bình an nữa. Đi làm là mình cũng phải có hạnh phúc ngay trong công việc, tự nhiên đi làm mà công việc chả hạnh phúc gì cả, suốt ngày cứ lo nơm nớp đó. Đó. Thì có phải là con người bây giờ chúng ta bị cái tình trạng này rất nhiều, đi làm việc căng thẳng mệt mỏi đó. Còn trên cái quan điểm mà nhìn sâu vào bản chất của sự vật hiện tượng như thầy Thích Tâm Nguyên từ nãy giải thích ấy, thì thực sự đây là một tiến trình học và hiểu hành rất nhiều. Bản thân tôi cũng là một cái người có ý thức học những cái lời dạy của các bậc tiền bối, cũng có ý thức suy ngẫm lật qua lật lại để ứng dụng vào đời sống của mình, thực hành với nó. Thì tôi cũng biết là mặc dù chúng ta biết thế giới này là một cái sự liên kết giống như tay phải và tay trái, bản chất nó là một, nó liên kết trong cái thân thể này. Tức là giữa tôi và anh, tôi và cây cỏ, bản chất này nó là một cái sự liên kết giống như tay và chân vậy. Nhưng mà để chúng ta hành xử trong rất nhiều hoàn cảnh trong đời sống, để coi cái cây cái cỏ đó, coi cái con người đó chính là mình, để rồi từ đó mình bình an, thì đây là một tiến trình tu tập lâu dài, không dễ đâu.
Nó cũng là một sự khắc nghiệt đấy. Và bản thân tôi bây giờ vẫn còn đang tập dần cái đó, mà tập hoài vẫn chưa xong. Tức là làm sao thế nào để mình nhìn một cái người lạ bất kỳ đi ngang, một người dù là đồng nghiệp của mình, dù là một người lạ, hay dù là những cái người họ ở những cái vị trí thấp kém, nhưng mình vẫn có một cái góc nhìn rất khách quan để thấy tôi và họ nó hòa quyện lại làm một. Nó là một cái sự liên kết chặt chẽ trong cái thế giới này. Không phải dễ đâu. Để cái suy nghĩ đó, để cái nếp nghĩ đó, để cái mô thức đó nó ngấm vào máu mình, nó thành da thành thịt mình, để từ đó mình mở được tấm lòng với mọi đối tượng một cách rất bình đẳng. Thì đây cũng là một tiến trình tu tập. Thì không biết là thầy Thích Tâm Nguyên có cái kinh nghiệm gì trong lĩnh vực này, thì con nghĩ là thầy chia sẻ thêm. Vì bản thân cái lĩnh vực này con cũng loay hoay mấy năm nay để tập luyện. Thử vì mình bước vào một cái cánh rừng, mình ngồi dưới một gốc cây chẳng hạn, thì làm thế nào để mình có được một cái góc nhìn, mà cái góc nhìn này nó phải không phải là bằng duy ý chí, mà nó phải thẩm thấu vào máu thịt của mình, là mình làm sao mình hòa quyện lại với cái cánh rừng này. Thì tự động các bạn sẽ bảo vệ rừng rất tự nhiên. Các bạn xuống biển cũng thế, và các bạn gặp một người lạ, các bạn sẽ mở tấm lòng của mình ra đối với một con người lạ cũng rất dễ. Thì không biết là cái kinh nghiệm tu tập hoặc là cái cách thức nào trong cái phần học để hiểu sâu, thì không rõ là thầy có thể chia sẻ thêm ạ. Dạ, cảm ơn thầy Trần Việt Quân và cảm ơn quý vị. Trong cái đại dịch này thì có một cái điều mà rất là nhiều người chú ý tới, đó chính là cái hơi thở. Hầu như có người ta một ngày sống 24 giờ, mình không có cái phút giây nào mình ngừng thở cả. Tại vì ngừng thở có nghĩa là ngừng, có nghĩa là chết. Nhưng mà ít ai ở trong chúng ta là ý thức về cái hơi thở của mình. Và chúng ta chỉ cần quay lại về mình để nhìn vào một cái hơi thở của mình thôi, thì mình sẽ học được một cái bài học vô cùng sâu sắc. Và từ đó thì mình có thể gọi là mình có thể thấy mình và cái thế giới này là một liền. Thường thì chúng ta thường có cái quan điểm nó rất là sai lầm và dẫn đến cái khổ đau cho cuộc đời của mình. Như Đức Phật nói, đó là cái tôi và cái của tôi. Ví dụ như là thân này của tôi, nhà của tôi, xe của tôi, tiền bạc của tôi. Chính vì cái suy nghĩ về cái tôi và cái của tôi nó làm cho mình vô cùng đau khổ. Mà ngay khi mình nhắm mắt lại, mình hít một hơi thở vô, rồi mình thở một hơi thở ra, rồi mình tiếp tục mình nín thở như vậy trong vòng 3 phút, có nghĩa là mình hoặc là ai đó mà bịt cái đường hô hấp của mình á, thì chắc chắn là mình sẽ chết. Thì từ đó mình mới thấy được một cái ý niệm rất là đơn giản, là ngay cả một cái hơi thở thôi mình cũng mượn của đất trời nữa. Thì không có cái gì là của mình hết trơn á, không có cái gì là mình hết, và không có cái gì gọi là cái ta riêng biệt và cái thế giới bên ngoài riêng biệt nữa. Tại vì chính cái hơi thở là cái ở thế giới bên ngoài đưa vào bên trong của mình, nó mới tạo thành cái thân thể của mình. Do đó là ngay cả một cái hơi thở thôi nó còn không phải là của mình. Hàng ngày mình thở đó, mình nói đây là tôi đang thở ra, tôi đang thở vào, tôi đang tập thiền, nhưng mà ngay một cái hơi thở đó cũng không phải là của mình, mà nó là đến từ bên ngoài. Vậy thì từ những cái thực tập căn bản ngay trên cái hơi thở của mình để duy trì được cái mạng sống của mình, thì mình có thể nhận ra được một cái bài học rất là nhiệm màu, là giữa mình và thế giới hoàn toàn không có một cái khoảng cách nào cả, mà mình là một với thế giới. Và chính vì thế giới tồn tại cho nên mình tồn tại. Nếu một ngày nào đó mình cảm thấy chán ghét cái thế giới này, có nghĩa là mình đang chán ghét chính cái thân tâm của mình. Tại vì cái thân tâm của mình mà lớn lên được là nhờ cái sự tồn tại của thế giới. Và chúng ta có được cái sự trưởng thành ở trong nhân cách, ở trong nhận thức, thấy được những cái giá trị cốt lõi của cuộc sống là chúng ta cũng nhờ những con người sống xung quanh của mình. Cho nên việc mình chán ghét thế giới, mình thấy thế giới là khác với mình, hay một người nào đó khác với mình, thì có nghĩa là chúng ta đang tự chán ghét mình. Vì dù một con người nào đó mình gặp là tốt hay là xấu cũng đều cho mình một bài học cả. Cho nên một khi nào đó mà cảm thấy là mình có một cái ta riêng biệt á, mình chỉ cần nhắm mắt lại và hít một hơi thở, và mình tự nói một hơi thở mình cũng mượn của đất trời nữa. Vậy thì làm cái nào là của mình ta, cái gì là cái riêng của mình,
cái gì là cái tôi, cái gì là cái tên của mình, cái sự nghiệp hay là cái mà mình tạo dựng, thì tất cả nó không là cái gì cả, mà là gì ạ? Do cái Đức Phật dạy là cái giáo lý về duyên khởi duyên sinh, vì cái này có cho nên cái kia có. Từ đó đó mình thấy được là cái sự tồn tại của thế giới cũng như cái sự tồn tại của bản thân mình đó, nó không có tách biệt. Vì vậy mà trong đạo Phật đó, mới nói cho mình về cái giáo lý của lòng từ bi. Có một lần thì Đức Phật cùng ngồi với ngài A Nan ở trong kinh A Hàm, thì ngài A Nan mới hỏi với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, có phải một nửa giáo lý của ngài là nói về lòng từ bi hay không? Tức là nói về tình thương đó quý vị. Thì Đức Phật mới nói với ngài A Nan rằng là, A Nan là một cái vị đệ tử kề cận Đức Phật của quý vị. Đức Phật mới nói với ngài A Nan rằng là: Này A Nan, không phải một nửa giáo pháp của ta là nói về lòng từ bi, mà toàn bộ giáo pháp của ta là nói về lòng từ bi. Và những chúng sanh nào từ hạng phàm phu cho đến Bồ Tát mà thực hành thành tựu được lòng từ bi thì chúng sanh đó sẽ thành Phật. Thì khi mà Đức Phật nói như vậy thì chắc chắn ngài A Nan cũng sẽ thắc mắc, đúng không? Tại sao mà một người thực hành được lòng từ bi thì người đó có thể thành Phật? Và tại sao một người tu tập dù là một cái người phàm phu, tức là một cái người mà có rất là nhiều cái sự xấu ác ở trong mình, cho đến một cái bậc mà gần như là thành Phật hoặc là Bồ Tát á, cũng phải thực tập lòng từ bi và thành tựu được lòng từ bi thì mới thành Phật? Thì từ bi không đâu khác ngoài cái chữ đó là vô ngã. Mà vô ngã có nghĩa là không có cái gì là của mình, không có cái gì là của riêng mình, không có cái gì gọi là cái ta và cái của ta. Ví dụ khi mình đi ra đường, mình thấy một cái người ăn xin, thì lúc đó cái tâm thức của mình khởi lên đó là cái tình thương. Trong cái phút giây mà mình khởi lên tình thương đó là mình không có nghĩ cho mình, không có nghĩ về tôi và cái của tôi, mà mình nghĩ đến gì ạ? Mình nghĩ đến người ăn xin, nghĩ đến cái hoàn cảnh khó khăn của họ. Thì trong cái giây phút đó là cái giây phút xuất hiện của sự vô ngã. Và cái sự vô ngã đó chính là gì ạ? Đó chính là lòng từ bi. Cho nên khi mình nói lui nói tới á, thì mình phải quay lại cái gì? Quay lại cái lời dạy về giáo lý duyên khởi của Đức Phật. Không có cái gì là của mình, không có cái gì là ta và cái của ta. Ngay cả một hơi thở mình cũng vương của đất trời, thì cái gì là của mình? Cái gì để đáng tự hào so với cái mênh mông của vũ trụ thì nỗi buồn của hạt bụi có là chi? Hay là so với cái miệng vũ trụ mênh mông này thì những cái sự nghiệp của mình tạo dựng chẳng là cái gì cả? Nếu mà quý vị ở đây đã từng đi máy bay, khi mà máy bay gần đến sân bay hoặc là gần đến nhà mình, mình nhìn từ trên sân bay, từ trên bầu trời xuống, mình thấy cái nhà của mình nhiều lúc nó chỉ bằng một hạt bụi, một hạt cát. Nhưng mà quý vị biết là có những người họ rất là khổ đau, suốt cuộc đời họ chỉ gói tròn ở trong một cái hạt cát đó. Rồi bao nhiêu điều phát sinh, nào là hơn thua, giận hờn, gánh ghét, đấu tranh. Một con người đấu tranh với một con người, một tập thể đấu tranh với một tập thể, một quốc gia đấu tranh với một quốc gia. Nhưng thật ra Đức Phật nói dùng một cái từ để diễn tả cho những vấn đề này, đó là cái sự ngu si. Chúng ta chỉ đang đấu tranh để bảo vệ cho những điều rất là ngu ngốc, đó là chúng ta bảo vệ cho những hạt cát, hạt bụi của mình so với cái thế giới này. Chúng ta dành cả thời gian của mình ra để tự cho rằng mình đã trở thành một ai đó, một con người có địa vị, có danh tiếng, có tiền bạc, có quyền lực. Nhưng mà thật ra tất cả những cái đó nó đều chỉ là một cái hạt cát vô nghĩa mà suốt cả cuộc đời chúng ta phải dành thời gian, công sức, tâm huyết của mình để mà theo đuổi, để mà giữ gìn. Nhưng nó cũng sẽ mất đi. Cho nên khi mình nhìn vào cái chiều sâu của cái giáo lý về duyên khởi thì tất nhiên là mình phải tập thôi, mình phải tập. Nhưng mà hàng ngày quý vị khi nào mà giận hờn ai đó, có hai câu mà quý vị phải nhớ. Thứ nhất là ngay cả một hơi thở mình cũng mượn của đất trời thì không có gì là của mình hết. Hoặc là khi nào mà giận ai thì mình nên đọc một cái câu thần chú. Giận ai hoặc là không thích ai hoặc là thấy cảm thấy buồn phiền về ai, mình phải đọc một câu thần chú. Mà Tâm Nguyên là người miền Trung, người Huế, hay nói cái cách của người Huế đó là có chi mô, rồi cũng xuống mô, cũng xuống mô. Cái gì mình tạo dựng, có chi mô là có gì đâu.
cái gì đó có gì đâu, rồi cũng cũng là nằm sâu dưới năm mùa mà thôi, không có khác gì hết trơn. Cho nên là khi bất cứ một cái tâm phân biệt nào khởi lên trong mình về mình, về người, về cái tốt, về cái xấu, về những cái suy nghĩ về nhị nguyên phân biệt đó, thì mình nhìn sâu vào cái vấn đề đó mình đang gặp phải đó, với cái giáo lý của duyên khởi, thì mình có thể khởi lên được cái tâm của từ bi. Mà duyên khởi, cái giáo lý duyên khởi tức là cái này có mặt cho nên cái kia có mặt, cái này mất đi cho nên cái kia mất đi, đó chính là gì ạ? Đó chính là cái sự vô ngã. Cho nên từ bi, khi mình đi về hướng từ bi có nghĩa là mình đi về hướng của sự vô ngã, và mình đi về hướng vô ngã cũng có nghĩa là mình đang đi về hướng từ bi. Cho nên khi một ai đó hỏi rằng trong suốt cuộc đời của Đức Phật ngài đi về con đường nào, thì con đường của ngài đi đó là con đường của sự vô ngã. Nó thể hiện trong suốt hành trình cuộc đời của ngài vứt bỏ hết tất cả những cái thứ mà thế gian thèm muốn. Thứ hai là vứt bỏ hết tất cả những cái sự vướng chấp ở cuộc đời từ trên thân tâm, đi vào đời bằng cái tình thương rộng lớn. Cho nên Đức Phật mới là Phật. Đức Phật ngài nói một cái câu đó là Đức Phật là Phật đã thành và tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành. Ngài nói như vậy được, nhưng mà tại sao mình nói không được? Tại vì khi mà Đức Phật nói như vậy có nghĩa là ngài thấy được cái năng lực của tất cả mọi người. Nếu như có chịu khó rèn luyện thì một thời gian sẽ có thể có được cái khả năng giác ngộ giải thoát như ngài. Nhưng mà mình á, thì với cái nhìn phân biệt, mình luôn luôn lấy cái sự đối đãi của nhị nguyên, của tốt, của xấu, của sạch, của dơ, của này kia để ra mình nhìn người ta. Và mình luôn có tự hào về gì? Tự hào về những cái hạt cát mà mình đã tạo dựng ở trong cái thế gian này. Cho nên mình mới không có phát khởi được cái lòng từ bi và không thấy ra được cái sự vô ngã của tất cả vạn vật ở trong cuộc đời này. Quý vị thấy là tất cả những cái điều của Đức Phật dạy á, nó có cái tính logic rất là cao. Tất cả mọi vấn đề đều liên quan với nhau hết trơn. Và nó khi mà được áp dụng vào trong đời sống thực tế thì mình thấy rõ ràng hơn. Cho nên sau này mà quý vị nào mà thấy chưa thực tập được cái này, quý vị cố gắng đặt một chuyến máy bay, bay từ Sài Gòn đi ra Hà Nội, hoặc là từ Hà Nội Sài Gòn, hay là bay từ đâu đó mình cứ đi lên trên bầu trời cao nhìn xuống để thấy rằng mình phải thương cho bản thân của mình, thương cho cộng đồng của mình, thương cho tất cả cái thế giới này đang ngày đêm bảo vệ cho những cái hạt cát. Nói như vậy không có nghĩa rằng là chúng ta phủ nhận đi những cái thành quả mà mọi người đang cố gắng để phấn đấu để đạt được, nhưng mà chúng ta phải hiểu được rằng là cái bản chất của nó rồi cũng sẽ lùi tàn theo năm tháng. Và đừng có vì những cái hạt cát, hạt bụi đó mà chúng ta phát lên, khởi lên những cái tâm tham sân si để rồi cuộc đời của mình trở nên đau khổ và không có gì, không có thấy được cái Phật tánh mà mình đã có sẵn và cái khả năng giác ngộ của mình để phát khởi được cái lòng từ bi và đi về cái hướng vô ngã càng ngày càng sâu sắc hơn. Dạ, yeah. Đó là xin được chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Yeah, xin cảm ơn. Dạ, yeah, con cảm ơn thầy. Vậy là con nắm được là thứ nhất là mình phải quay trở về hơi thở. Mình luyện lại những cái thứ rất cơ bản, luyện lại để nhìn sâu vào trong đó. Và mình phải thấy nó làm thế nào là giống như là mình đang mượn của trời đất vậy. Thì mình sẽ buông dần được cái tôi và cái của tôi ra. Rồi một ngày đẹp trời phải lên trên bầu trời nhìn xuống để thấy cái căn nhà của mình chỉ là hạt cát thôi. Áp dụng cái lý duyên khởi, tức là cái này sinh, cái kia sinh, cái này diệt, cái kia kia diệt, để mình tập mà quán chiếu vào mọi sự vật hiện tượng, thì từ đó mình sẽ dễ chấp nhận và mình dễ dung chứa được những cái đối tượng ở bên ngoài mình nhiều nhiều hơn. Thì con nghĩ đấy là ba cái gạch đầu hàng mà thầy vừa mới nhắc nhở mọi người, để mọi người tập tư duy và tập thực hành mỗi ngày. Dạ, con cảm ơn thầy. Dạ, cảm ơn chia sẻ đến từ hai quý diễn giả của chúng tôi, cũng như là phần đúc kết vừa nãy của thầy Quân. Và tiếp tục sẽ là một thắc mắc của bạn Phan Lê Kiều Anh. Bạn đưa ra hai cái thắc mắc sau ạ. Dạ thưa thầy, khi đứng trước những biến động thì con lại thường có thói quen là tự mình giải quyết, ngại kết nối
hoặc là nhờ cái sự hỗ trợ từ người khác. Vậy thì đây có phải được xem là một trong những cái suy nghĩ thiếu tiêu cực khi mà mình giải quyết những cái vấn đề trước biến động hay không ạ? Và cái thứ hai nữa, đó chính là con nên làm thế nào để lấy lại cân bằng cả về trong cảm xúc lẫn hành động của mình trong những biến động trong cuộc sống ạ? Dạ, xin mời, chắc đây là xin mời chia sẻ đến từ thầy Quân trước ạ. Dạ, xin mời thầy. Chúng ta mong muốn cái sự cân bằng của cảm xúc, hay là cân bằng trong công việc, hay là cân bằng trong sức khỏe, thì chúng ta nhìn lại thử cái chữ cân bằng, cái chữ cân bằng. Tại sao chúng ta lại mất cân bằng? Tại sao chúng ta lại mất cân bằng? Ví dụ này, tại sao chúng ta lại mất cân bằng về sức khỏe? Thì chúng ta mới đi đòi hỏi cái sự cân bằng. Rồi tại sao chúng ta lại mất cân bằng về cảm xúc? Thì chúng ta mới đặt cái câu hỏi là phải đi cân bằng về cảm xúc. Thì chúng ta nhìn sâu vào thì có phải chúng ta thấy đâu đó là chúng ta không biết rèn luyện về sức khỏe, nên sức khỏe yếu thì mới mất cân bằng về sức khỏe. Vậy tâm thức cũng thế, cảm xúc cũng thế. Chúng ta không biết cách rèn luyện quản lý cảm xúc, chúng ta không biết cách rèn luyện để phát triển tâm thức theo chiều sâu, mà toàn bộ tâm thức của chúng ta nó lo nghĩ những thứ bên ngoài, nó bám víu vào những thứ bên ngoài và nó tưởng rằng đó là hạnh phúc. Tức là bản chất là nội lực chúng ta không có luyện. Bản chất là nội lực chúng ta không luyện mà chúng ta để lòng tham nó dắt đi. Lòng tham nó có xu hướng nó bám víu vào những cái thứ xung quanh. Rồi khi nó bám víu không được thì nó sinh ra nó giận, rồi nó sợ. Nó bám víu được thì nó sợ mất. Đó. Nên rõ ràng là chúng ta mất cân bằng là do cái tâm tham, rồi cái tâm bất như ý, là tâm sân và tâm sợ nó vận hành. Gốc thì nó cũng liên quan đến cả thằng si nữa, tức là mình thiếu hiểu biết thôi. Nên khi mình chuyển hóa được cái tiến trình mình rèn luyện phát triển nội lực, là mình chuyển hóa bớt dần cái tam giác màu đỏ để mình dịch chuyển được sang tam giác màu xanh, đạo đức, trí tuệ, nghị lực. Tức là giống như là cái cơ thể của mình từ yếu, mình biết cách rèn luyện cho nó khỏe mạnh. Thầy Thích Tâm Nguyên từ nãy hay ví dụ là chúng ta đi tập gym vậy đó. Chúng ta cũng phải tập gym 6 tháng 1 năm chúng ta mới khỏe được. Không thể nào vào tập tuần tập có 3 buổi sau đúng 2 tuần mà sao em không khỏe được bằng Lý Đức. Sao khỏe bằng Lý Đức được? Lý Đức tập 10 năm mới vô địch được SEA Games. Thì chúng ta cũng phải tập 6 tháng 1 năm thì chúng ta mới khỏe mạnh. Còn thành Lý Đức thì chúng ta phải thêm 10 năm nữa. Như vậy các bạn muốn có cái sự quân bình. Sự quân bình nó dẫn đến bình an đấy. Có sự quân bình, tức là bản chất nội lực nó mạnh thì nó quân bình, có thế thôi. Nội lực nó yếu là nó bất an ngay. Và khi bất an thì chúng ta cho rằng là mất quân bình, cũng đúng. Nên gốc nó cũng quay trở về cái chủ đề của chúng ta là hãy rèn luyện nội lực cho nó tốt, để từ đó chúng ta vượt qua những cái ngoại cảnh. Dù ngoại cảnh khó khăn nó có đến thì cũng là cái điều kiện để chúng ta rèn luyện nội lực thôi. Chúng ta với cái góc nhìn đó thì chúng ta sẽ bình an hơn với những cái ngoại cảnh khó, và chúng ta cũng nỗ lực hơn để từ đó chúng ta trưởng thành dần lên. Dạ, ý đầu tiên của bạn đó chính là bạn ngại kết nối và giải quyết cái vấn đề của mình một mình chứ không nhờ sự giúp đỡ từ người khác ạ. Đó là cái phần vế sau của câu hỏi. Cái phần vế đầu là bạn ngại kết nối. Thì ngại kết nối nó có nhiều loại. Nhưng một loại điển hình này, một loại rất điển hình, đó là bạn là người hướng nội. Bạn là người hướng nội là bạn ngại kết nối thôi. Còn nếu là bạn là người hướng ngoại thì bạn sẽ kết nối rất dễ. Người hướng nội thì họ có xu hướng ngồi tư duy một mình, khám phá một mình, vui một mình. Các bạn đọc sách một mình các bạn rất vui. Các bạn lấy món đồ chơi ra chơi một mình các bạn vẫn rất vui. Các bạn hoàn toàn bình yên với cái sự một mình của mình. Còn nếu chúng ta ở một mình mà vẫn không bình yên thì coi chừng các bạn là hướng nội giả. Hướng nội nhưng mà nội lực yếu. Hướng nội nhưng nội lực yếu. Chúng ta phải hiểu như là những nhà bác học lớn như ông Edison hay như ông Einstein ngày xưa là những người rất hướng nội. Vào trong lớp như ông Einstein ông không chơi được với ai đâu. Ít giao tiếp lắm. Vì suốt ngày ông nghĩ. Ông nghĩ những cái thứ mà bài giảng đi một thì ông nghĩ thành 10 rồi. Ông nghĩ những thứ khó hơn rất nhiều. Và cái sự nghĩ đó nó là ở trong nội tâm ông ấy. Ông không giao tiếp với người bên ngoài.
Nên nhiều người gán ghép các nhà khoa học lớn là tự kỷ, không phải đâu. Đơn giản họ chỉ là người có xu hướng hướng nội thôi. Đó. Nhưng mà các bạn lưu ý nhé, thế giới này được thay đổi bởi những người hướng nội đấy. Những người hướng nội mà thông minh là bẻ bánh lái của khoa học đấy, và bẻ bánh lái của lịch sử đấy. Và chúng ta mà để ý kinh điển thì chúng ta sẽ thấy Đức Phật cũng là một người hướng nội từ nhỏ. 7 tuổi Ngài đã ngồi thiền dưới gốc cây, mọi người đi xuống ruộng làm lễ hạ điền rất vui, thì Ngài đã ngồi thiền từ sáng đến chiều. Đến chiều kết thúc lễ hạ điền, vua cha tìm hoài rồi mới thấy Ngài vẫn đang ngồi dưới cái gốc cây đấy. Vậy một cái đứa trẻ được ra ngoài chơi mà lại không chơi, mà lại âm thầm ngồi thiền, lặng lẽ vui một mình dưới một cái gốc cây, thì đấy chính là người hướng nội gì nữa. Nhưng mà ngồi phải an vui nhá, còn ngồi lo lắng bất an thì cái đó chưa chắc à, coi chừng cái đó là bên trong yếu à. Đấy là cái dạng thứ nhất là mô típ hướng nội. Dạng thứ hai là gia đình của các bạn không có giáo dục mang tính trải nghiệm. Cái dạng này cũng nhiều. Tức là gia đình bảo bọc nhiều quá, dẫn đến chúng ta trở thành những con gà công nghiệp, không bao giờ dám bước ra khỏi cổng chuồng. Nên một ngày đẹp trời đi làm, đi lên học đại học hoặc đi làm, thì thói quen suốt mười mấy năm bảo bọc còn nguyên. Thế là chúng ta cứ thu mình vào cái vỏ ốc của mình, và chúng ta không dám giao tiếp với bên ngoài. Thì chỉ có một cách rất đơn giản là các bạn trải dạn lên, trải nghiệm nhiều lên. Là một con gà công nghiệp ở trong chuồng, muốn thành gà chạy bộ chỉ có duy nhất mở cổng chuồng ra nhảy xuống tập chạy bộ. Rồi từ con gà chạy bộ nó trở thành con gà rừng. Sau khi nó chạy bộ nó khỏe, cánh trước nó khỏe rồi, thì nó phải vào bìa rừng nó kiếm sống. Rồi từ bìa rừng nó giỏi lên dần, nó mới vào sâu được trong rừng, thì nó mới thành gà rừng. Như vậy là đây cũng là một tiến trình rèn luyện. Thì tôi không biết là bạn thuộc loại nào. Loại là được bào bọc, thiếu cái sự trai dạng, thiếu cái sự va đập, hay là cái loại mô típ hướng nội. Nhưng dù loại nào thì loại, rồi cuối cùng chúng ta cũng phải rèn luyện yếu tố bên trong của mình cho nó mạnh. Bây giờ giả sử các bạn ra ngoài các bạn trai dạng, nhưng mà vì yếu tố bên trong mình còn yếu quá, thế là mình vô tình mình lại chơi với cái nhóm bạn xấu, mình không biết lựa, nó rủ dê làm cho mình đi làm việc xấu ác luôn, có phải chết không? Nên cuối cùng các bạn vẫn, giả sử bên trong mình yếu nhé, mình không dám giao tiếp, thì bây giờ đừng có giao tiếp tù mù. Hãy đi tìm bằng được bạn tốt hoặc những thầy giỏi, thầy mà có nhân, có đức. Bạn cũng phải đứng đắn đàng hoàng. Mình lựa được những cái người đó, thì từ đó bạn của người bạn tốt thường là bạn tốt, thầy có nhân đức thì thường thầy sẽ chỉ cho đâu là nhóm bạn tốt. Thì chúng ta phải chủ đích chúng ta đi tìm những người đấy. Thì khi chúng ta tìm được rồi thì cánh cửa nó mở ra. Mà nếu chúng ta tìm không được thì sao? Thì sao? Thì các bạn chịu khó gia nhập những cái nhóm nào nó mang tính lành mạnh. Nhóm tu tập ở trên chùa, những cái nhóm mà đi học thiền Vipassana này, những nhóm làm thiện nguyện ở vùng cao này, những nhóm làm thiện nguyện công quả ở trong những cái chùa, mà đặc biệt những cái chùa tổ chức những khóa tu cho các con em rất nhiều. Các bạn gia nhập những nhóm đó là nhóm bạn tốt. Thì từ cái nhóm bạn tốt đó nó mở cánh cửa ra, các bạn sẽ tìm được những bậc thầy giỏi, và các bạn sẽ tìm được tủ sách hay. Rồi từ đó các bạn mới có cái điểm tựa để mà mình đi tiếp. Chứ còn bây giờ nội lực yếu quá, đến giao tiếp với bên ngoài còn ngại, mà tự nhiên chui ra ngoài chơi đại nhóm bạn nào đó thì rất mong manh, rất nguy hiểm nha. Rồi, cảm ơn bạn. Dạ, xin cảm ơn những chia sẻ đến từ thầy Quân ạ. Và giữa cái thời điểm mà dịch bệnh đang diễn ra trên toàn cầu và ảnh hưởng đến kinh tế của rất nhiều người, thì có khá là nhiều bạn khán giả luôn đặt cái thắc mắc là mâu thuẫn giữa cái suy nghĩ của mình cũng như là những cái vấn đề thực tế đang diễn ra. Cụ thể bạn Phạm Thị Yến có đưa ra một số cái ý kiến như sau ạ. Đôi khi tiền bạc lại là nguyên nhân sinh ra biến động rất lớn của cuộc sống. Đôi khi chữ tiền nó lại đi liền với chữ bạc. Xin hai thầy chia sẻ giúp em cách để bình an trước những biến cố mà tiền bạc gây ra, và cách để biến sự bình an thành tiền, cũng như là biến tiền thành bình an, và tách chữ bạc khỏi chữ tiền ạ. Với cái ý kiến này thì con xin mời thầy Tâm Nguyên ạ, thầy chia sẻ giúp bạn Phạm Thị Yến ạ. Dạ, xin mời thầy ạ. Trước hết thì xin cảm ơn câu hỏi của bạn Phạm Thị Yến. Thưa quý vị, thật ra thì tất cả mọi cái gì ở trong cuộc sống này cũng đều là phương tiện. Mà tiền cũng là một cái phương tiện. Và cái vấn đề lớn nhất của con người sống ở trong thời đại của chúng ta đó,
hay nói cách khác là vấn đề lớn nhất của nhân loại, đó là chúng ta cho rằng mình là chủ nhân của trái đất. Nhưng mà thật ra mình xét về cái khía cạnh phát triển về mặt sinh học cũng như lịch sử thì loài người không phải là cái loài có mặt đầu tiên ở trên trái đất này, mà từ những cái loài rất là nhỏ, từ những cái loài vi khuẩn, virus rất là nhỏ xíu rồi mới hình thành lên được một cái thế giới này như vậy. Do đó, việc luôn cho mình là trung tâm của vũ trụ, luôn cho mình là cái chủ nhân của tất cả mọi cái vấn đề, mọi cái sự kiện xảy ra trên thế giới này, nó khiến cho nhân loại nói chung trở nên đau khổ. Và việc mình đặt ra cho mình một cái quy định nào đó để trở nên hạnh phúc và bình an bằng cách là quy chiếu vào một cái gì đó cũng sẽ làm cho mình trở nên đau khổ. Tiền ngày xưa vốn chỉ là một cái những cái gì vật rất là bình thường, từ những hòn đá, hòn sỏi, từ những cái kim loại để mà người ta có thể trao đổi vật chất, những cái vật chất với nhau để mà sinh tồn. Mình phải đặt ra một câu hỏi rằng là nếu một ngày nào đó người ta không có sử dụng tiền nữa thì thế giới này nó có tồn tại hay không? Và trước khi con người đã phát minh ra tiền thì thế giới này có con người vào trong cái giai đoạn đó có thực sự là hạnh phúc hay không? Chính từ những cái điều đó đó chúng ta mới thấy là tất cả những cái điều, những cái có hạnh phúc hay không hạnh phúc, hay là khổ đau hay không khổ đau đó, là tất cả đều là những cái quy định mang tính quy ước do con người mình đặt ra mà thôi. Cái căn bản của mình á, cần phải thấy nó chỉ là phương tiện. Và phương tiện nào dù là tốt hay xấu cũng là phương tiện. Đức Phật nói là giống như là cái việc đi qua sông á, thì chiếc bè hoặc là chiếc thuyền là một phương tiện. Nhưng mà đi qua được bên kia sông rồi thì không ai ngu dại mà đổi cái bè hoặc là đổi cái thuyền ở trên cái đầu mình để đi tiếp ở trên bờ nữa. Cho nên tiền thì cũng có thể là phương tiện tốt, nhưng mà cũng có thể là người, cũng là cái phương tiện xấu. Mình phải học cái cách để mà làm chủ được nó, chứ đừng để cho nó làm chủ chính mình. Và gần đây chúng ta hay nghe người ai đó nói một cái câu đó là tiền nhiều để làm gì, đúng không? Thực sự là tiền nó bản thân nó không có tội lỗi, quý vị. Giống như là con dao á, bản thân nó không có phải là biểu tượng của tội ác. Nếu một con dao mà nằm trong tay của một vị bác sĩ phẫu thuật thì nó là một cái phương tiện để mà cứu người. Nhưng mà con dao nằm trong cái tay của một người sát nhân thì nó là một cái phương tiện để giết người. Cho nên cứu người hay giết người nó không phải là ở con dao mà là ở do cái người sử dụng. Tiền cũng vậy, tiền không có cái nghĩa là bạc mà do cách mình sử dụng nó trở nên bạc. Vì vậy mà cái cách sử dụng phương tiện nó quan trọng hơn là cái phương tiện đó là cái gì. Ví dụ như quý vị thấy Facebook mình đang xài, nó không phải là một cái nơi, một cái gì đó mà nó làm cho cái xã hội này xấu xa. Nếu như chúng ta biết sử dụng nó để mà kết nối với nhau, để cùng nhau lan tỏa những cái giá trị tốt đẹp. Cho nên cái cách mà chúng ta nhìn vào phương tiện và sử dụng phương tiện đó quan trọng hơn là mình đổ thừa cho những cái phương tiện. Việc mà có được nhiều cái vật chất hơn, giống như vừa rồi quý vị có nghe thầy Trần Việt Quân chia sẻ, Hàn Quốc và Nhật Bản là hai nước có cái tỷ lệ tự sát và vô địch thế giới đó. Thầy dùng cái từ rất là vui là vô địch thế giới vì đó là một cái sự thật. Nhưng mà thật sự là người ta đang chạy theo những cái giá trị của kim tiền, đang chạy đua với cái sự phát triển của những nước như là phát triển như là Mỹ hay là những nước hàng đầu thế giới. Nhưng mà câu hỏi đặt ra là thực tế người ta có thật hạnh phúc hay không? Và có được nhiều cái phương tiện vật chất thì có hẳn là mình có được hạnh phúc hay không? Ví dụ như quý vị có tiền, bình thường không có tiền, quý vị chỉ có một cái điện thoại, một ngày mình chỉ sạc cho nó một lần thôi. Nhưng bây giờ mình có tiền, mình mua cho mình 3 cái điện thoại, có nghĩa là mình phải có thêm 3 cái mối bận tâm. Cho nên có càng nhiều thì sẽ có nhiều cái sự khổ đau. Đó. Mà có càng ít thì càng ít cái sự khổ đau. Mà cái điều quan trọng ở trong cái việc sử dụng đồng tiền đó, đó chính là biết đủ. Ở trong kinh Di Giáo thì Đức Phật dạy là người mà biết đủ thì dù nằm ở trên mặt đất cũng thấy vui lòng. Còn người không biết đủ dù ở thiên đường cũng cảm thấy bất an. Cho nên là tiền nhiều hay tiền ít nó không quan trọng, là mình biết đủ. Vậy thì thế nào mới gọi là đủ? Đủ có nghĩa là có đủ được cái sự bình an, có đủ được cái sự tự tại. Mình có tiền
Nhưng mà cái đồng tiền đó của mình nó được tạo ra từ cái sự bình an. Mà Đức Phật ở trong Bát Chánh Đạo, Ngài nói đó là mình phải có được một cái chánh mạng. Cái đồng tiền đó phải được làm ra cái từ cái sự chánh mạng, có nghĩa là đồng tiền được làm ra từ cái nghề nghiệp chân chính. Ví dụ như đồng tiền đó không làm ra từ cái việc là sát sanh hại vật, hay là cướp bóc, hay là lừa đảo, thì những cái đồng tiền đó gọi là đồng tiền của chánh mạng. Đồng tiền mà được tạo dựng từ mồ hôi công sức, từ cái sự lương thiện và cái năng lực của chính bản thân của mình. Cho nên khi mình có được một cái đồng tiền mà được đóng dấu của hai cái chữ là chánh mạng, thì tiền của mình dù là một đồng mình cũng thấy bình thường, cũng không có cái gì làm cho mình bất an. Mà tiền của mình cả một núi đi nữa mình cũng cảm thấy bình an. Cho nên cái điều quan trọng là đồng tiền đó nó được kiếm ra từ đâu, và nó sử dụng cho vấn đề gì, nó có phải là chánh mạng hay không, hay là tà mạng đó. Nếu mà đã là tà mạng thì lúc nào cũng sẽ làm cho mình đau khổ cả. Giống như có một anh kia, anh tới khám bệnh đó quý vị, bác sĩ. Thì anh bác sĩ mới đo cái nhịp tim của anh ta, và thấy nhịp tim đập rất nhanh, thì bác sĩ mới hỏi là tại sao anh làm cái gì mà tim của anh đập nhanh như vậy. Thì anh kia mới nói là bây giờ tôi biết nguyên nhân tại sao tim của tôi đập nhanh rồi, là tại vì tôi thường hay đi câu cá. Bác sĩ nói đâu có, nếu mà đi câu cá theo một cái suy nghĩ bình thường á, là người ta cũng ngồi tự tại lắm, làm gì mà phải đau tim. Thì anh này mới nói là thì đúng rồi, câu cá thì cũng không có đau tim gì đâu, nhưng mà tại vì tôi câu cá của nhà hàng xóm, câu trộm đó. Thì quý vị thấy là chính những cái hành vi bất thiện, chính những cái nghiệp mình gây tạo là không có thiện lành. Ví dụ như quý vị câu được một con cá, mà con cá đó từ cái ao hồ của hàng xóm mà người ta không cho phép mình, thì những cái của mình có được nó không phải là những cái có được của sự bình an. Cho nên trong đạo Phật, Đức Phật Ngài mới dạy là chánh mạng là rất là quan trọng. Chánh mạng là nuôi mạng sống của mình một cách chân chánh, bằng những cái nghề nghiệp chân chánh. Thì một người đã nuôi mạng mình bằng cái nghề nghiệp chân chánh, kiếm ra được những đồng tiền từ cái công sức, từ cái năng lực của mình đó, thì có bao nhiêu tiền còn vui cả, và có bao nhiêu tiền cũng thấy là bình thường cả. Tại vì người đó đã sống một cách chân chánh, kiếm ra chân chánh, và có thể dùng cái đồng tiền đó để phục vụ cho những cái mục đích chân chánh, thì tiền nó không có tội lỗi. Cũng giống như là con dao, nó không hề là biểu tượng của tội lỗi. Facebook không phải là cái nơi mà toàn chứa đựng những cái thứ rác rưởi, mà Facebook cũng còn là cái nơi để mà mình kết nối tất cả những điều tốt đẹp ở trong cuộc sống này. Cho nên thay vì mình mặc định cho một cái gì đó trong cuộc đời này là tốt hay xấu, thì mình phải biết cách sử dụng nó theo cái chiều hướng là tốt hay là xấu mà thôi. Dạ, A Di Đà Phật. Xin cảm ơn những chia sẻ đến từ thầy Thích Tâm Nguyên ạ. Và vì thời lượng chương trình cũng có giới hạn thôi, nên là ngay bây giờ ở phần cuối của chương trình rồi, thì con cũng xin kính nhờ quý thầy có thể gửi đôi lời nhắn nhủ của mình đến cho quý vị khán giả đang theo dõi chương trình về bình an trước biến động không ạ? Một vài lời nhắn nhủ cuối cùng của mình ạ. Dạ, xin mời thầy Trần Việt Quân trước ạ. Trên cái màn ảnh tôi có để cái phần câu đúc kết. Thì những anh chị nào, quý vị nào vẫn đang xem á, thì bữa nay là cái chủ đề bình an và biến động. Bản chất á, thì nó biến động nhiều hay biến động ít, thì như thầy Tâm Nguyên nói rồi, là Đức Phật đã dạy rồi, cuộc sống nó vốn vô thường, tức là nó luôn biến động, nhiều hay ít thôi, chứ nó luôn luôn biến động. Vậy cái gốc nó không nằm ở chỗ biến động, mà cái gốc của nằm ở cái chỗ là mình luyện cái nội lực của mình. Để rồi cái nội lực của mình nó vững chãi thì nó trở thành bình an. Đó, thì cũng muốn nhắn nhủ đến quý vị là ở trên cái slide có sẵn, tức là nội là chúng ta nâng tầm, ngoại chúng ta bỏ bớt. Những cái gì ở bên ngoài mà chúng ta nắm nhiều quá chúng ta bỏ bớt đi. Nội lực thì nâng tầm lên, có thế thôi. Và nâng tầm cái gì? Nâng tầm ba cái yếu tố: đạo đức, trí tuệ và nghị lực. Và phải biết được đâu là thế mạnh của mình, để lựa những việc phù hợp với thế mạnh của mình mà làm, chứ đừng ôm đồm nhiều quá. Đừng có bị ngoại cảnh tác động để thấy nó hay, để thấy nó có tiền thì mình cứ lao vào. Phải biết được cái thế mạnh của mình, tức là phải biết cái nghiệp của mình, để mà mình điều chỉnh cho nó phù hợp á. Và cái cuối cùng, như thầy Tâm Nguyên vừa mới chia sẻ, đó là chúng ta sống đơn giản và biết đủ. Cái người giàu có nhất chính là cái người sống đơn giản và biết đủ, chứ không phải là cái người ngồi trên đống vàng. Thì
chúng ta rèn luyện được những cái này. Có thể là ngay bây giờ chưa làm được, nhưng cũng có thể 6 tháng, 1 năm, cũng có thể 6 năm các bạn được phần nào. Thì cái phần tỷ lệ phần trăm này nó càng lớn lên thì chúng ta càng bình an. Vậy thôi. Rồi, cảm ơn các bạn. Dạ cảm ơn thầy ạ. Và lời cuối thì xin mời thầy Tâm Nguyên ạ. Mời thầy có những nhắn nhủ đến với quý vị khán giả ạ. Dạ. Thưa quý vị, trước hết thì Tâm Nguyên xin gửi lời tri ân đến thầy Trần Quân và những người cộng sự. Cũng cảm ơn đến bạn Diệu Thu đã dẫn dắt cho chương trình của ngày hôm nay, cũng như tất cả quý vị, các anh chị ở trong ban kỹ thuật đã giúp cho cái chương trình của ngày hôm nay đi đến giờ phút này một cách rất là tốt đẹp. Thưa quý vị, thì những cái đúc kết vừa rồi của thầy Trần Việt Quân cũng là những cái đúc kết rất là thực tế, đã được đưa vào trong rất là nhiều cái ngôi trường của thầy để áp dụng. Cho nên chúng ta có nói nhiều hơn nữa cũng phải quay lại cái gốc, đó là chúng ta cần phải luyện tập. Ngay cả trong đạo Phật thì hay là mình hay coi những bộ phim không, thì mình thấy là tu, thường thường người ta hay dùng cái từ là tu luyện, đúng không? Tu là phải luyện, luyện thì mới thành được chánh quả. Đó là mình hay nghe những cái ngôn ngữ trong phim ảnh là như vậy, nhưng mà thực tế ở ngoài cuộc đời cũng phải như vậy. Không có cái gì mà có thể thành công được ở trong một ngày, và cái gì ở trong cuộc đời này nó cũng có cái giá của nó hết cả. Cái giá của bình an đó là nhiều lúc chúng ta cũng phải trải qua những cái sự bất an, và cái giá của bình an nó cũng phải được xây dựng từ những cái điều bình an. Ví dụ như mình muốn xây dựng một cái ngôi nhà hạnh phúc và bình an, thì những cái viên gạch mà xây dựng ở trong đó đó, nó phải được đóng tên là bình an, là hạnh phúc, là thảnh thơi, là lương thiện, là tốt đẹp, là nhân văn, là đạo đức. Thì cái ngôi nhà đó mình xây dựng lên đó, thì ngôi nhà đó mới thực sự là một ngôi nhà hạnh phúc bình an. Còn cái ngôi nhà của mình, dù mình treo một cái tấm bảng thật là to lớn, đây là ngôi nhà hạnh phúc, đây là ngôi nhà bình an, nhưng mà những cái viên gạch của mình xây lên bằng cái viên gạch của sự dối trá, của sự bất thiện, của tham, của sân, của si, của những cái cuồng vọng trong cuộc đời đó, thì dù cho mình có tô vẽ đến cách nào đi nữa, thì cái ngôi nhà đó về bản chất vẫn là một cái ngôi nhà của sự bất an. Cho nên mỗi ngày ở trong cuộc sống thì tốt nhất là mình hãy đặt cho mình những cái viên gạch của sự bình an trước. Bình an từ trong một cái hơi thở, bình an từ trong một ánh nhìn. Mà như Bồ Tát Quán Thế Âm là một vị Bồ Tát đại diện cho lòng từ bi ở trong đạo Phật, dạy cho chúng ta một cái phương pháp rất là đơn giản, đó là chúng ta hãy lấy mắt thương mà nhìn cuộc đời. Khi mình nhìn cuộc đời này với cặp mắt của yêu thương, thì cảnh nào mình nhìn nó cũng là một cái tuyệt tác cả. Nếu mình đã có cặp mắt yêu thương thì mình nhìn thấy cái gì cũng là một cái hay, cái đẹp. Mình nhìn một người không tốt cũng là một cái gì, một cái hay. Cái hay đó có nghĩa là gì? Là từ những cái xấu của họ giúp cho mình thấy ra được những cái bài học về sự xấu ác, về những cái gì nên làm và không nên làm. Đó gọi là gì ạ? Cái nhìn của sự thông dung, cái nhìn của sự thấu hiểu, cái nhìn của trí tuệ. Cho nên cặp mắt yêu thương ở đây nó phải có đủ các yếu tố của gì ạ? Của bi, của trí và của dũng. Muốn thương ai đó thì mình phải có cái năng lực của sự dũng mạnh, và muốn thương ai đó là mình phải có cái sự hiểu biết cho thật là rõ ràng. Vậy thì muốn có được bình an cũng vậy, chúng ta cần phải tinh tấn, tức là phải dũng mạnh lên. Chúng ta cần phải học tập nhiều hơn để nâng cao trí tuệ của mình, và chúng ta cần phải mở rộng lòng của mình ra để mà dung hòa tất cả những cái sự khác biệt ở trong cuộc đời này. Thì mỗi bước chân của mình đi đến đâu cũng sẽ là những bước chân của bình an. Cặp mắt của mình nhìn tới đâu cũng là một cái tuyệt tác, và mỗi cái việc làm của mình đều là những cái sự cống hiến tốt đẹp cho cuộc đời này. Thì một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn đến thầy Trần Việt Quân cùng những người cộng sự đã tạo cái duyên cho buổi nói chuyện của ngày hôm nay. Xin chúc thầy và các bạn cộng sự có được nhiều sức khỏe và nhiều năng lượng an lành để tiếp tục lan tỏa những cái giá trị tích cực đến cuộc sống. Và cũng xin cảm ơn đến tất cả quý vị đã dành thời gian quan tâm lắng nghe trong buổi chia sẻ ngày hôm nay.
và xin chúc cho tất cả quý vị và gia đình luôn được nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, con xin cảm ơn thầy. Bây giờ cái lượng người trên các kênh của chúng ta vẫn xấp xỉ 3.000, thì rất mong các quý vị comment xuống câu này nhé. Thay vì các quý vị comment xuống câu cảm ơn, thì quý vị comment xuống câu này hiệu quả gấp 10 lần câu cảm ơn này. Cam kết sống tử tế, cam kết sống và lan tỏa điều tử tế. Các bạn muốn comment câu nào cũng được, ngắn thì ghi là tôi cam kết sống tử tế. Còn các bạn nào gõ dài cũng được, cam kết sống và lan tỏa điều tử tế. Các bạn cam kết câu nào cũng được nha. Thì cái comment đó của các bạn đã được gõ xuống, chính là khẩu nghiệp đấy, chính là lời nói mình nói ra đấy, là một lời tuyên bố. Nó là một cái nhân để mình, một cái nhân thiện. Ở đây là cái nghiệp, là nghiệp thiện nha. Chứ ở ngoài đời chúng ta hay nói cái chữ nghiệp là chúng ta hay nghĩ đến cái nghiệp ác, chứ mà bản chất chữ nghiệp nó không thiện, không ác. Thì chúng ta gõ vào cam kết sống tử tế, hoặc là cam kết sống và lan tỏa điều tử tế. Các bạn chỉ cần comment thế thôi, là bản thân ban tổ chức cùng với chúng tôi sẽ rất cảm ơn các bạn. Và nếu mỗi một lần chúng ta chia sẻ với nhau và chúng ta tập cam kết và tập sống được như thế này, là các bạn bắt đầu mang được những điều tử tế vào chính mình và vào chính những người xung quanh mình rồi đấy. Dạ rồi ạ. Ngày hôm nay thì thay mặt cho những người thực hiện chương trình thì Diệu Thu cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến quý thầy, thầy Thích Tâm Nguyên và thầy Trần Việt Quân đã dành thời gian đến chia sẻ với quý vị khán giả về chủ đề, đó chính là bình an trước biến động. Và đặc biệt đó chính là cảm ơn thầy Tâm Nguyên ạ, vì chúng ta ở hai múi giờ khác nhau, hai quốc gia khác nhau, nhưng mà thầy vẫn dành thời gian và chia sẻ với chúng con những cái vấn đề vướng mắc trong cuộc sống, cũng như là giải đáp được rất là nhiều cái thắc mắc của các bạn khán giả. Và xin chúc cho thầy luôn giữ gìn sức khỏe, luôn an lạc, bình an và tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cho tất cả mọi người ạ.